Nè tôm lại này. Đây này. Thì thế hả? Thơm đi. Tôm này. Cái măng ngó hề. Nhị ghét. Là cái trò để làm rẫy này. Này mà gọi ấy, giả thâu cái này bây mi tôm bài. Này mà gọi là thì dạ vô cái này. Lấy bình nạ bưng này. Đây nãy bằng đây nhà trời hay người dưới này gọi là tôm để cất nông cụ. Hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi kiếm cây sâm. Đây ruộng lúa đây. Đi rất khó, phải đi bộ rất là xa. Nè, đùm cho nạ rồi, qua đến lợi nạ đùm cho rồi. Đoà hả? Bên là rộng là Sài Gòn đường. Ừ. À. Cái này. Cái hàng hả? Nhằm bộ. Này càng muốn lầm như này. Không ăn bẩn hết hàng này mới ăn được măng bạ rồi. Thong anh yêu là để chạy đi.
Đây vây giật vây một này này. Đi đây một ngày này lôi nhóm này. Dài ngàn này là. Để ra bên mồm ấy. Lửa lại. Chụp hoa nở bật ngàn trắng. Bỏ bên hai. Bật ngàn luôn các bạn. Đó. Hả? Ngã bêm hả bố? Ngã bêm. Ngã bêm này, đây hai miếng. Ngã bêm. Thôi đó, đã bố kia ngã bêm thôi. Ngã bêm cắt lại mất này. Đây ngã. Màu vàng dài tới yếu hết này. Greng hả? Quay thử lắng vọng như trong bố. Này này. Này thần tỏa mấy. Vâng rồi. Vì ta là cái bố vậy anh ơi, bố lên này, bố bỏ. Bỏ sao hết chứ. Huệ tệ ca nhờ này. Bị hèm ô tệ ca nhờ. Nên. Ừ, quay ta tầm. Chàng hâm này có bố cố. Chàng bố hôm nay. Bố hôm đã chứ khai nhưng bố mới đặn. Ừ, hâm khai nhưng mới. Chàng là bố nhân châm này. Ừ. Bỏ sát cho anh này mà bỏ sát. Ngã bêm là vui mà buồn tợ. Thôi cái đấy. Đặt cái này đi. Ngã greng này. Lôi dâm này. Đây, một bàn. Bây giờ này là mình kín ngơ, ta là ngã bêm. Ê, xong rồi này. Này quầy tệ bị nó khai nhỏ, đang bị ham ô. Cá thơ. Cá rắn này này, ta lời có